Chúng ta lại tiếp tục với một dạng bài nữa, đấy là dạng bài đục lỗ. Dạng bài này các bạn thấy có cặp quá nhiều đúng không? Vì thế mọi người, nếu như mà mọi người chưa xem hoặc là không nhớ về cái cách làm của dạng bài này, đó thì mọi người sẽ để ý nhá. Được chưa? Rồi. Thế thì bây giờ chúng mình cùng nhìn đây này. Đó là đọc đoạn dưới này thì sẽ ra đúng không? Xem cái vế đằng trước và vế đằng sau có mối liên hệ gì là được. Nhưng bây giờ mình sẽ check đáp án cho mọi người, cho các bạn đã từng làm rồi nhé. Thì đáp án của câu này sẽ là 2, là 3 nhé. Là shikashi. Và chúng mình sẽ cùng đọc tại sao lại là shikashi nhỉ? À, lúc đây chúng ta dịch đến đây là cứ như vậy thì tin nhắn sẽ trở thành một cái dụng cụ rất là tiện lợi và sử dụng thì dần dần sẽ trở nên rất là nhẹ nhõm, thoải mái. Gì ga heta demo mattaku ki ni suru hichuo ga naku natta. Nghĩa là dẫu một chữ của bạn có xấu thì bạn cũng không cần phải là quan tâm, bận tâm đến chuyện đấy. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở đây là có một cái gạch chân này, bọn mình cũng đọc đoạn sau nhé. Kichin to shita tegami o kaku koto ga mendo ni nari tsutsu ari. Nhưng mà dần dần thì có phải là cái việc mà viết thư bằng thư tay thì nó lại sẽ trở nên là mendo, lại trở nên rất là phiền phức này. Và kore wa komatta koto da to kanjiteru. Và đây tôi nghĩ là một cái việc rất là komaru, rất là kiểu khó khăn và khá là khổ, là lâm vào tình trạng khốn khó đấy. Vậy thì có phải là đây sẽ phải là đằng trước anh ta đang bảo là ngay cả những người mà viết chữ xấu ấy thì cũng không cần phải bận tâm. Vậy là tin nhắn thật sự rất là tiện lợi, nhưng ở về sau thì họ lại nói là chính vì vậy lại gây ra một cái bất lợi, gây ra cái sự phiền phức khi mà các bạn viết thư tay. Đó, được không nhỉ? Cho nên chúng ta thấy ở đây cái sự đối lập giữa hai cái thì chúng ta chọn đáp án chính là shikashi, tuy nhiên thì, được chưa? Là đó, hay. Rồi, thế thì mình đã kết thúc chữa bài tập về nhà cho các bạn trong tuần vừa rồi, trong video clip trước rồi nhá. Mọi người có hiểu không? Trong buổi ngày hôm nay thì từ đầu video clip đến giờ các bạn thấy là với các dạng bài trung văn chúng ta gặp khá nhiều một dạng, đấy là dạng đục lỗ, có một cái họ để cho một cái khô ô trống rất là như thế này, rồi họ bắt các bạn điền, đúng không? Điền các đáp án lên đấy làm sao cho phù hợp. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm tip số 5/6 là anaume, tức là dạng bài đục lỗ. Đó, nghĩa là chúng mình sẽ cùng xem với dạng bài này thì các bạn cần làm gì nhá. Rồi, thế thì như mình nói ở dưới này, với dạng bài đục lỗ thì chúng ta sẽ cần làm những gì đây? Các bạn nhìn lên đây nhá. Là điều đầu tiên mà các bạn cần quan tâm đấy là phải xem mối quan hệ giữa câu trước và câu sau. Nếu như là nó ở cái dạng như thế này này. Đó, nếu mà nó đứng ở đầu câu như thế này thì các bạn cần xem mối liên hệ giữa câu trước và câu sau. Xem đó là mối liên hệ gì, là nguyên nhân, kết quả hay là trái ngược hay là bổ sung. Và để có thể làm được dạng bài này thì để biết được nguyên nhân này, các bạn còn học thêm các từ vựng về từ nối nữa nhé. Setsuyokushi là những từ nối cực kỳ quan trọng mà trong các video clip buổi đầu tiên mình đã dạy các bạn về dạng này rồi. Nó cực kỳ quan trọng đấy mọi người ạ, nên mọi người hãy xem đi xem lại video clip buổi đầu của Đọc Hiểu nhá. Rồi, thế còn ở trong cái này thì chúng mình cùng nhìn nhá, xem mối quan hệ giữa câu trước và câu sau để đưa ra các cái từ nối quan trọng và phù hợp. Thì ví dụ mình đưa ra ở đây, mọi người cùng làm với mình nhá. Đó là ame ga futtemasu, ikenaku natte shimaimashita. Có nghĩa là mưa rơi và tôi không thể đi được, đúng không? Vậy theo các bạn đây là mối liên hệ gì? Và trong 4 đáp án này thì các bạn sẽ chọn đáp án gì nhỉ? Mình cũng sẽ cho các bạn 5 giây để các bạn suy nghĩ nhé. 5 giây bắt đầu nào. Mọi người đã chọn được đáp án đúng chưa? Ở trong câu này chúng ta thấy mối liên hệ của nó là gì nhỉ? À, mối liên hệ của nó chính là nguyên nhân kết quả, đúng chưa? Đó, là nguyên nhân kết quả cho nên đáp án sẽ phải là sorede, bởi vì sorede. Né. Thế còn tokoro ga thì bằng với shikashi nhé mọi người, bằng với shikashi có nghĩa là nguyên trái ngược rồi. Tokoro de thì là nhân tiện đây, sorekara thì là sau đó, đúng không? Nên đáp án ở đây chúng ta sẽ là sorede. Rồi, thế còn với cái trường hợp số 2, nếu như mà nó nằm trong một mệnh đề thì mọi người hãy xem mối quan hệ giữa hai mệnh đề trong câu. Mình sẽ cho mọi người một cái ví dụ như thế này, đó là sekkaku tsukutta no ni, sekkaku thì là mất công, tốn sức làm, vậy mà là sao nhỉ? Hay. Nào, chúng ta cũng sẽ tiếp tục có 5 giây để các bạn xem nào, vế sau là gì sẽ hợp với cái một vế này nhá. Mọi người hãy chú ý về cái liên hệ của nó và chú ý cho mình cái chữ no ni đây này. Vậy mà ở đây nhá. Rồi, thế thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu 5 giây nào. Rồi, mọi người đã chọn được đáp án đúng chưa? Ở đây, đáp án câu này sẽ là gì nhỉ? Chúng ta thấy là mặc dù đã cất công tốn sức làm, vậy mà sao?
食べてくれなかったね。食べてくれなかった. Vậy mà lại không ăn cho là đáp án đúng trong câu này. Đó, thì từ đây các bạn thấy là cần nhìn ra được mối liên hệ giữa câu trước và câu sau, mệnh đề trước và mệnh đề sau, cũng như là đoạn trước và đoạn sau, thì bạn mới có thể hiểu được là cho cái gì lên đây là phù hợp, đúng chưa? Rồi, thế chú ý tiếp theo, một cái chú ý cuối cùng mình muốn hướng các bạn trong cái dạng bài này, đó là chú ý tới các từ nối trong đoạn văn đó. Mọi người ơi, hãy thật sự là đặc biệt liên quan quan trọng đến từ mới nhá, à là các từ nối nhá, bởi vì ngay cả khi các bạn lên N2 chăng nữa thì bạn vẫn phải học những cái này, được chưa? Thì chúng ta thấy là chú ý các từ nối đấy, nếu là tokoro ga thì nội dung phía sau thường là ngược với nội dung phía trước, và desu kara thì thường là chỉ kết quả phía sau đó, đúng không? Từ nối cực kỳ quan trọng khiến cho bạn biết được là mình nên nối từ gì từ gì. Ví dụ như ở đây trong câu này, mình lấy lại cái bài lần trước thì các bạn thấy nhá, chúng ta thấy đây không, nếu như mà bạn không biết là bốn từ nối này nghĩa là gì và không biết là về trước và về sau cái liên quan là gì thì bạn rất khó liên được là shikashi, đúng không? Nhưng bởi vì chúng ta đã biết shikashi là tuy nhiên, cái chức năng của nó là về trước và về sau trái ngược nhau, phản biện lại nhau thì dùng. Thế là bạn đọc câu này bạn thấy phía trước nó đang bảo là à, sự tiện lợi của việc dùng tin nhắn là với những người mà chữ xấu thì cũng không phải bận tâm. Nhưng về sau người ta bảo là chính vì vậy cho nên là khi mà viết bức thư lại trở nên rất là phiền phức. Có phải là họ đang đối lập nhau không? Vì vậy chúng ta chọn được shikashi. Được chưa nhỉ? À, thế thì mọi người hãy chú ý cho mình về dạng bài đục lỗ này như thế nhá.